gì? Hôm nay là mình định quay phim thôi, tại vì ngày hôm qua là mình đã làm việc cho ngày hôm nay rồi. Cái anh sếp mình có việc gấp cần nhờ nên là giờ mình phải làm. Cuộc sống với một con mèo nó quậy còn hơn cái gì luôn á. Chuẩn bị nó lên nè, nó lên nè. No. Nó uống nước toàn là uống nước của người không à. Mình để ly nước của nó ở dưới nó không uống. Hồi nào mình uống nước là nó cứ tới. Tháng trước thì mình có một cái quyết định nó khá là thay đổi cuộc đời mình. Đó là mình quyết định có một con mèo. Ý, đừng 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 có ăn. Nó hay cắn cái cục chỗ này nè. Anh rể mình có hai con chó, xong hai con chó đó nó đẻ ra một đứa con. Sau cái mình mới thấy dễ thương quá, mình mới xin xin về cho bằng được. Thì khóc lóc đồ thảm thiết lắm. Giờ mình quay lại khúc đó mình kiểu muốn vã cho mình phát. Khóc lóc các kiểu, xong cuối cùng mình cũng có được con đó. Hôm kia mình dậy thì ấy là cuộc sống của mình khúc đó nó có nhiều thứ xảy ra, nên là mình quên mất là những gì xung quanh mình hơi vô tâm á. Mình thấy không được, mình phải thay đổi. Đây là mình mới nhận nuôi một con mèo để mình sống có cái trách nhiệm hơn á. Nhưng mà buổi sáng mình hay bị ngứa nách á, kỳ quá. Mình nhớ là hôm đó mình ở trên công ty, sau cái mình lướt trên mạng á thì mình mới thấy là người ta đăng bán mèo. Xong cái có một cái chị này, chị đăng cái hình đây này. Mọi người nghĩ là ở đằng sau là có một cái câu chuyện gì đó nó ý nghĩa, kiểu như là mình gặp nó ở ngoài rồi xong hai đánh mắt trao yêu thương rồi đó. Nhưng không, thấy cái hình đó dễ thương quá, xong cái mình order về office của mình. Kiểu giống như là đúng là may mắn luôn á, tại vì thường á các bạn mà mua ở trên mạng á thường sợ bị người ta lừa là mèo có bệnh hay là bị bệnh, ý là bị bệnh trong người hay là có cái vấn đề gì đó mà người ta không nuôi nữa thì người ta mới bán rẻ. Nhưng mà mình may mắn là con mèo của mình nó trộm vía đến bây giờ thì nó vẫn khỏe mạnh và nó không có bị vấn đề gì hết. Nó cũng dễ ăn nữa nhưng mà bị cái hơi quậy. Mình đặt tên cho nó là Lumi, mà mình không bao giờ mình nói nó là Lumi hết trơn á, mình nói là Lumi Lumi đó. Còn Lumi Lumi là nó không có quay lại tại vì nó quen rồi. Mèo của bạn mình á nó khó ăn lắm nha, nhưng mà Lumi dễ ăn. Mình thấy là nó rất là dễ ăn luôn á, nó giống như con chó á. Nói chung là cái thứ gì mà mình ăn được á là nó ăn. Nó chỉ không có ăn được kiểu hành tây hay là mấy cái gì đó mà vị nặng nặng á. Chứ còn mấy cái đồ mà mì, cơm, cháo đồ gì là nó ăn hết luôn. Đó là cuộc sống của mình sau khi có con là vậy đó. Ngày nào mình cũng phải dọn mấy cái đống bầy nhầy của nó hết trơn à. Mà nó còn ăn cây nữa, trời ơi. Mấy cái cây mà cây cảnh mà mình để ở trong nhà á, rồi mấy cái cây lưỡi hổ được các kiểu á. Nó vô trong cái chậu nó bới đất ra. Các bạn có thể mà không biết là mình có còn cái hình đó không ta? Mình để ở đây coi. Nó bới đất ra rồi xong cái còn cái cây nhỏ thì ăn lá, nó ăn. Mình kiểu ủa sao con mèo mà ăn lá như con bò vậy trời. Nhưng mà nó ăn đó. Đó là lần đầu tiên mà mình mới biết là con mèo nó thích ăn cỏ. Là người ta cũng hay mua cỏ cho mèo ăn, cái loại cỏ mèo á. Ừ, trong tương lai mình sẽ mua cái đó để cho nó ăn. Ai đó đang muốn gây án ở đây? Muốn làm gì? Làm cái gì mà lên trên đây? Chạy. Trời ơi, cái mặt làm như tội lỗi lắm kìa. Hư lắm.
Mình thấy người ta trên mạng người ta hay làm đồ chơi cho mèo tại nhà á, nên là mình cũng muốn làm thử, nên là mình mua cái này. Nghĩ là giờ mình sẽ làm giống như cái lưới á, dân qua dân lại, thì khúc mà nó đứng ở đây nó ăn xong thì nó sẽ cào 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 cái này. Vậy làm sao ta? Ủa mình ngu vậy, sao mình không làm gì? Mình làm dưới đây trước đi. Nè nha, không có ăn cái cây. Thương lắm. Xấu à con? Xấu quá hả? Xấu quá hả? Trời, cái này nó bị lõm ra lại rồi nè. Tại vì hai cái bàn này nó rẻ tiền á, mình cứ làm này nó cứ đi bà, nó không có cứng lại hai cái bên này. Mình định làm cái này 5 tháng trước rồi đó, bây giờ mình mới làm tại vì mình lười á. Cái khúc này nó bị bung dây ra rồi. À. Đó, cà đi. Còn nó có tiền mà nông nha. Tróc hai miếng già. Tới giờ tắm rồi. Mình tắm khô cho nó. Tại vì cái này nó tiện, nó không cần phải là bạn không cần phải sấy sau khi tắm nè, nó bọt vậy sao của mình chà lên. Dừng lại đi. Đó là cuộc sống mà khi bạn có mèo, đặc biệt là mèo trắng. Các bạn thấy là cái cuộc sống của mình nó hơi bấp bênh đó, nó có nhiều thứ phải lo, nhưng mà vì vậy mà cái tâm trạng của mình nó tốt hơn hồi xưa. Mình không có nhiều thời gian để suy nghĩ cho mấy cái chuyện tiêu cực á, mà mỗi lần mình nhìn vào nó là mình cứ thấy kiểu yêu đời thôi. Trời ơi, nó xén dữ trời. Mình nghĩ là các bạn mà đang có chuyện buồn trong cuộc sống, hay là các bạn thấy cái cuộc đời của bạn nó hơi cô đơn á, thì các bạn có thể nuôi một con mèo, tại vì nó làm cho cái tâm trạng của bạn nó tốt hơn. Theo mình là vậy. Bye bye. Chào tạm biệt đi. Chào đi. Con mèo muốn biết chào. Chào đi. Chào. Thương lắm. Như một con thỏ rừng luôn. Nó dài thằng lòn luôn á. Nếu mà các bạn thích cái video này thì các bạn nhớ bấm like và subscribe ủng hộ mình. Sẽ kết thúc video tại đây. Bye.